Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hệ lụy của giá xăng tăng cao không chỉ buộc người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng mà thói quen đi lại của người dân bằng phương tiện sử dụng xăng cũng bắt đầu giảm dần. Cơ sở vật chất cùng phương án kỹ thuật, việc tập luyện của các đoàn nghệ thuật gần như đã hoàn tất, hứa hẹn mang đến cho công chúng bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu tại lễ hội Festival Huế 2022. Các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để đảm bảo sẵn sàng, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao những đóng góp của lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh Thừa Thiên Huế đến với nhân dân trong và ngoài tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hình ảnh, cải tiến nội dung, hình thức truyền tải, đáp ứng yêu cầu thông tin của khán giả. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo và đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đoàn kết, xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của tỉnh trong tình hình mới. Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Phương Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng như sự ủng hộ, hợp tác, hỗ trợ cung cấp thông tin của các sở ban ngành, các địa phương trong thời gian qua. Vượt qua những khó khăn thách thức do hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, thời gian tới, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tài nghề và tiếp tục có những sản phẩm tin bài chuyên sâu, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khán giả trong thời gian tới. Cùng trong sáng nay tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi gặp gỡ với đoàn làm phim Em và Trình sau thành công bước đầu của bộ phim sau hơn nửa tháng công chiếu. Tham dự buổi gặp còn có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chúc mừng sự thành công của bộ phim khi bước đầu đón nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả cả nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các diễn viên cùng đoàn làm phim đã góp phần quảng bá rộng rãi vẻ đẹp Huế đến với công chúng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh sẽ có định hướng phục hồi và đầu tư phục vụ phát triển du lịch cũng như trong xúc tiến quảng bá hình ảnh Huế qua phim ảnh. Đồng thời mong muốn đạo diễn sẽ tiếp tục có thêm những bộ phim mới với những bối cảnh quay ở Huế trong thời gian tới. Đáp lại tình cảm của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn làm phim, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã dành lời cảm ơn đến Huế khi đã tạo điều kiện để bộ phim được thực hiện thuận lợi. Đồng thời bày tỏ niềm vui khi bộ phim nhận được sự quan tâm đón nhận của khán giả Huế nói riêng và cả nước nói chung. Về lâu dài, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hy vọng sẽ tiếp tục có nhiều bộ phim được sản xuất tại Huế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của một cố đô xinh đẹp, thân thiện và giàu lòng mến khách. Chuyển sang những tin tức khác, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Canada liên tục khởi sắc, đề xuất giảm 1.000 đồng một lít thuế môi trường với xăng dầu là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin sau đây. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả này có được sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực từ năm 2019. Tính đến giữa tháng 5 năm 2022, xuất khẩu mặt hàng này sang Canada đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khối CPTPP. Số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cũng cho thấy Canada là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của tôm Việt Nam trong khối CPTPP, chiếm 22% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam vào khối thị trường này. Theo đó, xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sang 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sang 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sang 500 đồng một lít. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhân tiếp tục thực hiện theo nghị quyết số 579/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp nghị quyết được ban hành trong tháng 7, đề nghị hiệu lực thi hành của nghị quyết kể từ ngày 1 tháng 8 để đảm bảo việc triển khai thực hiện. Thưa quý vị, hệ lụy của giá xăng tăng cao không chỉ buộc người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng mà thói quen đi lại của người dân bằng phương tiện sử dụng xăng cũng bắt đầu giảm dần. Thay vì đi xe máy, xe ô tô cá nhân, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp điện để đi lại, vừa giảm chi phí sinh hoạt, vừa rèn luyện sức khỏe, góp phần bảo vệ môi trường. Mặc dù gia đình đã có 3 xe máy, nhưng chị các anh ở quận Phú Nhuận vẫn mua thêm một chiếc xe đạp để đi lại. Đây là phương án để chị thích ứng với tình hình giá xăng liên tục tăng vọt, chuyển sang dùng xe đạp đi làm trên quãng đường chỉ 2 km. Ban đầu em đi xe đạp thì cũng thấy hơi phê, mình phải sắp xếp thời gian, quãng thời gian hơn. Nhưng mà đoạn đường khá ngắn nên là đi cũng quen. Trước em đổ bình xăng, em đi vi vu cả tuần em mới đổ lại nửa bình. Mà bây giờ chưa gì là em phải đổ thêm rồi mà nó hơi đau ví. Giảm hoặc ngưng hẳn đi xe máy để chuyển sang đi xe đạp hay xe đạp điện là cách mà nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn giữa thời bão giá, nhất là giá xăng đang tăng kỷ lục như hiện nay. Với những người di chuyển trong cự ly gần, trong khu vực nội thành tầm vài cây số đổ lại, sử dụng xe đạp vừa giảm chi phí sinh hoạt, phù hợp với tình hình hiện tại, lại vừa khỏe và góp phần bảo vệ môi trường. Em đi đâu cũng đi bằng xe đạp hết, đi sáng đi tập thể dục, rồi đạp xe, rồi đi làm xung quanh, em làm ở xung quanh quận nhất, ở mấy khách sạn xung quanh này hoặc là đi qua quận 3. Nói chung là tiết kiệm được nhiều chi phí với lại là nó tốt cho sức khỏe. Em rất thích thể thao cho nên là cho nó tốt mà nó lại bảo vệ môi trường. Không chỉ với xe cá nhân, phương tiện công cộng cũng được lựa chọn để đi lại nhiều hơn trong thời gian gần đây. Bên cạnh xe buýt truyền thống, xe buýt điện mới chỉ đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn tại thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiều người ưa chuộng bởi nhiều tiện ích, vừa túi tiền lại hợp với trào lưu lối sống xanh, giao thông xanh. Giá xăng tăng lên á thì em vẫn phải chuyển đi sang phương tiện đi loại khác, như là em đi gần thì em đi bằng xe đạp hoặc là những khi mà đoạn xa thì em đi bằng xe buýt. Xe máy thì em dường như là em rất ít khi đi và hạn chế đi lại. Như vậy sẽ bớt về cái tiêu dùng hoặc là về cái chi phí của gia đình nhà em. Mà giá cả là rất là rẻ. Rẻ hơn là mình tự chạy xe bằng xăng, xe điện ở nhà thì đi gần thôi, còn đây đi chơi xa là đi xe buýt, nhưng mà lên xe đây là rất là thích. Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý hơn 8,4 triệu phương tiện, trong đó có khoảng 820.000 ô tô và hơn 7,6 triệu xe máy. Hầu hết phương tiện đều sử dụng xăng dầu. Giá xăng tăng liên tục đã kéo theo chi phí xăng xe tăng vọt cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Thay đổi thói quen đi lại không chỉ để thích ứng với hoàn cảnh thực tại mà đây còn có thể xem là bước khởi đầu cho việc chuyển hướng sang sử dụng các loại hình giao thông xanh vì môi trường và an toàn, sức khỏe cộng đồng. Tới đây, Grab sẽ triển khai thử nghiệm chương trình chuyển xe yên lặng. Theo đó, hành khách có thể yêu cầu tài xế Grab giữ yên lặng trong suốt chuyến đi. Thậm chí tính năng này cũng yêu cầu tài xế phải giữ yên lặng cả điện thoại. Khi tài xế nhận được chuyển xe mà hành khách chọn sử dụng tính năng chuyển xe yên lặng, tài xế sẽ nhìn thấy nội dung tại một Grab chat của chuyển xe. Nếu tài xế nhận được tin nhắn trả lời từ hành khách với nội dung tôi muốn yên tĩnh thì đồng nghĩa với việc tính năng này bắt đầu được áp dụng. Khi đó tài xế cần thực hiện nghiêm túc yêu cầu của khách hàng. Nhằm hưởng ứng Festival Huế 2022 trong khuôn khổ các lễ hội mùa hạ, sáng nay 20 tháng 6, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức khai mạc triển lãm cây kiểng phong lan ba miền tại vườn Cơ Hạ, vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo các ban ngành thành phố Huế. Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm cây kiểng phong lan đá cảnh đẹp độc đáo của các hội hoa lan, câu lạc bộ cây kiểng, câu lạc bộ đá cảnh cùng các nghệ nhân đến từ các địa phương ở ba miền đất nước. Đến với triển lãm, du khách được chiêm ngưỡng cảnh quan tươi đẹp của vườn Thượng Uyển, những sắc màu tươi mới của phong lan cùng các tác phẩm cây kiểng đá cảnh lạ đặc sắc mang đặc trưng của mỗi vùng miền. Trong khuôn khổ triển lãm, các nghệ nhân Thừa Thiên Huế cùng các địa phương có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thông qua hoạt động diễn đàn trao đổi kinh nghiệm với nghệ nhân quốc tế Lâm Ngọc Vinh, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động demo tác phẩm cây kiểng, qua đó tạo thêm sự gắn kết và giúp nâng cao kỹ năng nghề cho nghệ nhân. Đặc biệt, triển lãm sẽ tái hiện phần nào hình ảnh của một khu vườn Thượng Uyển được xem là kiệt tác của vườn cung đình xưa. Sau thời gian dài chờ đợi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuần lễ cao điểm Festival Huế sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 6 tới. Đến nay, cơ sở vật chất cùng phương án kỹ thuật, việc tập luyện của các đoàn nghệ thuật gần như đã hoàn tất, hứa hẹn mang đến cho công chúng bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu, góp phần tạo hiệu quả kết cấu du lịch, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố lễ hội đặc sắc của cả nước. Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đóng vai trò chủ đạo trong rất nhiều tiết mục ở festival. Để có được những tiết mục tốt nhất trên sân khấu, nhưng ngày nay anh chị em nghệ sĩ của nhà hát phải chia thành từng nhóm để tập luyện cho kịp tiến độ. Dù là những tiết mục nhã nhạc đòi hỏi các yếu tố kỹ thuật cao hay những bài múa hiện đại đều được anh chị em cố gắng thật nhuần nhuyễn và có hồn. Cường độ biểu diễn và tập luyện thời gian gần đây rất cao, nhưng mọi người đều rất phấn khởi để sớm mang đến công chúng những tiết mục biểu diễn ấn tượng. Thì ban giám đốc nhà hát đã triển khai cái lịch tập cách đây cũng đã hơn 1 tháng rưỡi, nhưng mà với cái thời lượng thì rất là gấp cho nên là cả cái chương trình nó trải dài và đặc biệt là số lượng tiết mục tương đối lớn, cho nên là bắt buộc nghệ sĩ và cũng như là tất cả diễn viên nhạc công của nhà hát phải phân ca kíp để mà tập luyện một ngày 3 kíp, bữa sáng chiều tối mới đáp ứng được cả cái tiến độ của các chương trình. Và trong cái festival lần này thì nhà hát ngoài cái phối hợp để hỗ trợ cho cái lễ khai mạc thì nhà hát cũng như trung tâm bảo tồn là chủ trì 4 năm cái lễ hội riêng, và trong đó chưa kể cả cái dàn nhạc tiệc tại Hoàng Cung cũng như là cả cái chương trình Hoàng Cung Giao Hòa rồi là Âm Vọng Ngàn Xưa ở cái lễ hội đường phố ở Nguyễn Lương Đình. Thời gian mà dịch bệnh khống chế thì anh chị em rất vui mừng và phấn khởi, thì cũng cố gắng tập luyện để mà phục vụ cái chương trình festival để được thành công tốt đẹp. Unity Crew là một trong những vũ đoàn lớn nhất ở Huế, cũng là cái tên sẽ biểu diễn nhiều tiết mục trong festival năm nay. Bên cạnh những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Huế của các đoàn truyền thống, Unity Crew sẽ mang sứ mệnh truyền tải những bài biểu diễn trẻ trung, sôi động, đầy tính lễ hội đến với Festival Huế 2022 để giới thiệu với bạn bè khắp nơi biết rằng Huế luôn luôn mới, Huế không chỉ truyền thống mà còn rất hiện đại và năng động. Festival 2022 sắp tới đây, Unity rất là vinh hạnh và vinh dự được tỉnh giao 7 địa điểm biểu diễn. Và trong 7 địa điểm đó thì Unity sử dụng từ 10 đến 15 bài nhảy mang hơi hướng truyền thống và hiện đại, và cũng hy vọng là sắp tới là Unity sẽ đem đến cho khán giả những cái cảm xúc tuyệt vời nhất khi đón xem chương trình của Unity biểu diễn. Các chương trình nghệ thuật của Festival Huế năm nay được đánh giá là rất phong phú và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ không bán vé đối với những chương trình này. Đây là một cơ hội để mọi khán giả được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật đầy sắc màu. Việc tập luyện của các đoàn nghệ thuật gần như đã hoàn tất, sẵn sàng cho bữa tiệc văn hóa nghệ thuật hấp dẫn tại Festival Huế lần này. Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy 1 tuần nữa là diễn ra lễ hội Festival Huế 2022. Cùng với công tác chuẩn bị đồng hành hưởng festival, thì trong những ngày này, các cơ quan địa phương cũng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động làm sạch môi trường, nhất là các hoạt động của ngày Chủ nhật xanh để làm cho thành phố xanh, sạch, sáng chào đón lễ hội. Phường Đông Ba, thành phố Huế là nơi có nhiều điểm tham quan di tích, cảnh quan mà du khách sẽ lựa chọn khi đến lễ hội Festival Huế 2022. Hiểu được điều đó, trong sáng Chủ nhật cuối cùng trước khi lễ hội diễn ra, nhiều đoàn thể và người dân trên địa bàn phường đồng loạt ra quân dọn dẹp, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch sẽ, đón du khách đến với Festival Huế lần này. Festival thì các chị em phụ nữ và cùng với nhân dân là càng dọn dẹp sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng để là tạo đường thông hè thoáng để cho khách du lịch họ đi tham quan. Phường Đông Ba cũng giống như các đoàn thể đều tham gia Chủ nhật xanh đều đặn, nhưng mà riêng cái festival này là hưởng ứng dài hơn để làm thế nào để cho môi trường xanh sạch đẹp, để cho cái festival các bè bạn các nước cũng giống như là các tỉnh về để cho thấy Huế mình có một cái môi trường trong lành, để từ chỗ đó để mình thu hút khách như festival những năm khác. Festival Huế 2022 thì thời gian vừa qua là Ủy ban phường đã tuyên truyền vận động nhân dân là tham gia tổng dọn vệ sinh, làm sạch đẹp, làm lòng đường, hè phố, rồi các điểm công cộng trên địa bàn. Và đó cũng vận động nhân dân là chỉnh trang lại các nhà cửa cũng như mà các mặt hàng. Rồi yêu cầu bà con là buôn bán không được lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè. Và trong quá trình mà tập dọn vệ sinh thì yêu cầu là phải bỏ rác đúng nơi quy định và đúng giờ. Bên cạnh đó thì lực lượng cũng chức năng cũng thường ra quân xử lý trật tự đô thị trên địa bàn và cũng xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, rồi treo kéo khách hàng. Với ý nghĩa hãy chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp, phong trào ngày Chủ nhật xanh không đơn thuần chỉ diễn ra trong ngày phát động, mà qua đó còn góp phần lan tỏa sâu rộng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân du khách khi đến Festival Huế. Đây cũng như là một thông điệp mà Huế muốn gửi đến cho bạn bè quốc tế, khẳng định giá trị của Huế là tâm điểm thu hút sự ủng hộ Huế xây dựng và phát triển một đô thị thông minh trong tương lai, một thành phố xanh, sạch, sáng. Những cái hoạt động của đoàn phường Xuân Phú, chúng thì chúng em là cùng muốn là giới thiệu đến du khách là một môi trường của đoàn phường, của phường nói riêng và của thành phố Huế nói chung là một không gian là thân thiện, trong lành và sạch đẹp. Trong thời gian vừa qua để hưởng ứng chào mừng cho Festival Huế năm 2022, thì phường Xuân Phú đã tổ chức các chuỗi hoạt động. Đầu tiên thì chúng tôi tổ chức lễ khai mạc là tuần hành về môi trường và tổ chức liên hoan về tranh thiếu nhi với chủ đề Huế thành phố xanh sạch sáng. Trong thời gian gần nhất đã tổ chức là chèo súp vượt rác trên sông Hương. Qua hoạt động với mục đích nhằm đem lại cái bộ mặt văn minh đô thị và xanh sạch sáng cho thành phố Huế khi du khách đến với thành phố Huế xinh đẹp của chúng ta. Phong trào Ngày Chủ nhật xanh được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động vào đầu năm 2019 đã lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Ngày Chủ nhật xanh không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên tại mỗi cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Một festival xanh là một trong những điều mà Festival Huế 2022 hướng đến, góp phần đẩy mạnh nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng, tiếp nối các phong trào mà Huế đang tích cực triển khai. Phần cuối chương trình thời sự trên nay sẽ là một số thông tin khác. Theo Bộ Y tế, hiện nay đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết, số mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung. Hiện cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Trong đó, số ca nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Số trẻ em tử vong nhiều hơn người lớn. Cục Y tế Dự phòng đề nghị ngành y tế các địa phương thành lập ngay các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là vùng nóng để tập trung hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và hóa chất, vật tư phòng chống sốt xuất huyết. Dự kiến trong tuần này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về điều trị sốt xuất huyết cho các nhân viên y tế để nâng cao hiệu quả điều trị sốt xuất huyết. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang thiết bị y tế về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc, vật tư y tế. Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để đảm bảo sẵn sàng, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế yêu cầu rà soát, xử lý vướng mắc trong mua thuốc, dụng cụ y tế, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để đảm bảo tính sẵn sàng, không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và tại các đơn vị, tập trung đảm bảo cung ứng đủ kịp thời các vật tư y tế và thuốc thiết yếu, đặc biệt là các thuốc hiếm nguồn cung. Các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc sở, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và vật tư y tế trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mua sắm và cung ứng thuốc, vật tư y tế. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi hơn 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi hơn 38 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.